Họ đến từ những nơi xa xôi trên khắp trái đất, châu Âu, Úc, Mỹ. Tất cả đều bị thu hút bởi giấc mơ vàng tại một ngọn đồi ở châu Phi, nơi ẩn chứa hàng ngàn câu chuyện. Dimension, its ancient panorama, awe-inspiring to behold. Elephant, dragon, queen, can't scratch the surface tension. A country of temptations, and one of these is gold. This is a country for magnificent obsessions. But most are not magnificent if the truth were told. But the world is out of doubt, a sacred land's possessions. Even Eden trembles if one of these is gold. Mà cố lên, cố lên. Tại nơi đó, một chú chó con đã ra đời. Em nghĩ mình sẽ thắng sao? Đó không phải là một chú chó bình thường. Nó luôn là con thắng cuộc trong mọi trận đấu, dù rằng nó là con nhỏ nhất. Một chú chó con kỳ lạ. Cố lên, cố lên. Nó nổi bật nhất đàn gì trong tim. Nó chính là con chó to nhất và dũng cảm nhất trên toàn châu Phi. Con vẫn còn rất nhỏ và cứ nghĩ là mình đã hiểu hết mọi việc. Ước gì cuộc sống đơn giản như thế. Trước kia con người và thú vật sống hòa thuận với nhau. Chúng ta có thể giao tiếp và thấu hiểu nhau. Nhưng con người muốn nhiều hơn thế. Con người muốn kiểm soát tất cả. Và động vật các con sẽ phải trả giá. Lần đầu tiên tôi được tự lập. Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho những thử thách phía trước. Dù thế, tôi vẫn rất may mắn. Đây là người đánh xe và dẫn đường cho tôi, Jim. Jim là dân bản địa. Ăn thôi nào, nhanh lên. Đây là con chó số 1 đó. Ý anh là sao? Nó nhỏ nhất đàn mà. Chúng ta cần con to nhất cơ. Đừng đánh giá nó qua vẻ bề ngoài. Quan trọng là có gì trong này. Và trong này. Và quả thật, nó là một chú chó dũng cảm và táo bạo. Tôi không hiểu sao Jim lại quý con chó ấy đến như vậy. Và chó mẹ cũng đặc biệt quan tâm tới anh bạn nhỏ bé của chúng ta. Mẹ ơi, hạt tiêu là gì thế? Con nghe thấy ở đâu thế? Họ nói về con. Như thế chỉ có nghĩa là con nhỏ thôi. Vẻ bề ngoài to lớn không quan trọng bằng một trái tim to lớn đâu. Bố con nhỏ bé nhất đàn và luôn bị những tên khác trêu chọc.
Nhưng cha con đã trở thành người dũng cảm và giỏi nhất. Hãy tin tưởng vào bản thân, như vậy sẽ không có ai làm con cảm thấy mình nhỏ bé đâu. Con sẽ cố. Có thế chứ, con trai. Sao thế mẹ? Con sẽ đi cùng với Fit và Jim. Ý mẹ là sao? Chúng ta đã nói rồi mà. Sáng mai họ sẽ rời đi. Con không đi đâu. Mẹ cũng không muốn con đi, nhưng chúng ta phải chấp nhận thôi. Ngày xưa mẹ đã rời mẹ mình và đi với cha con. Giờ là lúc con đi cùng Fit rồi. Đây chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Mẹ chỉ muốn cho con đi vì con nhỏ nhất đàn thôi. Không, bà đã chọn con thay vì các anh chị em của con. Đó là điều rất đáng hãnh diện. Pesulu sẽ đi cùng và trông nom con. Phải, tôi sẽ chăm sóc cho cậu mà. Sẽ vui lắm, ta sẽ được đi khắp nơi và xăm mình. Pesulu, con không muốn xăm mình. Cậu sẽ xăm vào tay thôi mà. Tôi thì chỉ có cánh. Cánh của tôi nhìn như móng vuốt, nhưng thật ra chỉ là lông thôi. Tôi chả cầm gì với nó được. Tôi chỉ dùng chân để cầm nắm các thứ thôi. Và thường thì... Chúng ta đang nói gì ấy nhỉ? Hãy trông nom nó nhé, Pesulu. Nó vẫn chưa hiểu rõ về con người đâu. Đừng lo, cậu bé sẽ ổn thôi. Fitz là người tốt. Anh ấy chỉ đang cố tìm ra con đường đúng đắn cho mình. Anh ta hơi vụng về và ngốc nghếch, nhưng là người tốt đấy. Anh ta sẽ cần con đấy. Thôi nào, lại làm quen đi. Anh ta sẽ thích cậu lắm đấy. Con muốn ở lại với mẹ. Mẹ sẽ luôn yêu con. Nhưng đã tới lúc con phải sống cuộc sống của riêng mình rồi. Dạ lại, sau vài tháng nữa, mẹ con ta sẽ lại gặp nhau mà. Đi thôi. Đừng lo, cậu sẽ được thấy nhiều thứ mới mẻ lắm. Sẽ vui lắm đấy. Này, cậu thích gà mái chứ? Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với chú chó con đó như thế nào. Lúc đó tôi hoàn toàn không nghĩ rằng nó sẽ trở thành bạn tốt của tôi. Được rồi, dịch ra đi. Vâng ạ. Bà sẽ cho anh con chó tốt nhất đàn. Cảm ơn ông. Nó đâu? Nó đâu phải là con tốt nhất. Nó là con nhỏ nhất đàn mà. Tôi nào, cả Papa và tôi đều cảm nhận được. Rồi anh cũng sẽ như chúng tôi thôi. Nhìn tôi này, đại bàng bắt mất nó rồi. Chó con bị đại bàng bắt rồi. Này, thả tôi ra. Lúc đó tôi nghĩ có đuổi theo cũng vô ích. Sao nó có thể sống sót được chứ? Thả tôi ra. Họ nói rằng khi bị một con vật to hơn bắt thì con bị bắt sẽ đầu hàng ngay. Tôi không sợ đâu. Đồ bắt nạt. Nhưng chú chó này thì khác. Nó không hiểu ý nghĩa của đầu hàng là gì. Và nó sẽ không bỏ cuộc. Mẹ ơi, mẹ.
Mày tha thứ gì về vậy hả? Con chó bẩn thỉu. Cha nhìn xem, mày ở đâu tới vậy hả? Bọn tao làm gì với mày đây? Để tao cho mày uống nước nhé. Bỏ chân tao ra. Bỏ ra. Mày định làm gì hả? Đồ chó bẩn thỉu. Nó ở đâu ra thế hả? Thật đáng kinh ngạc. Bọn tao tìm mày mãi. Sao mày thoát khỏi con đại bàng đó hả? Mấy người chạy quanh chỉ để tìm con chó này thôi sao? Phải, tôi là Fitz. Rất vui được gặp anh Fitz. Uống rượu không? Tôi có ít đây. Không, cảm ơn nhé. Anh là thợ săn à? Mà con chó này sao thế? Nó vừa thoát khỏi vuốt đại bàng. Vậy ư? Nó là chó của anh à? Jim nói đúng. Đây là một chú chó rất đặc biệt. Và tôi biết nó được dành cho tôi. Phải, nó là chó của tôi. Anh đặt tên nó là gì? Jock. Jock, bé nhỏ. Tôi thích tên đó đấy. More than 3 days. Don't even talk about a rhinoceros unless you're close to a tree. Very bad luck. Are you listening to me? Thật tiếc là lần đầu tiên Rock tiếp xúc với văn minh lại diễn ra tại một nơi như quán Rock. Đó là nơi ẩn nấp của những kẻ bị truy nã. Nhưng với Rock, nơi đó thật mới mẻ và thú vị.
thú vị. Cái quán đó là một nơi rất nguy hiểm đấy, chỗ đó toàn người xấu. Tôi đã hứa với mẹ cậu, nên giờ cậu phải hứa với tôi là sẽ không gây rối. Hứa chứ, hứa chứ. Này, cậu có nghe tôi nói không hả? Chỗ này không phải đùa đâu đấy. Hứa chứ. Nhanh nào, ta không có cả ngày đâu. Tôi hứa mà. Tôi sẽ không gây rắc rối đâu. Lại đây nào nhóc. Tránh ra nào. Rất ngoan nào. Ở yên nào. Xuống thuyền đi. Quán Rock là nơi duy nhất cung cấp lương thực cho khu đào vàng. Chủ quán là một tên tham lam và tàn bạo tên là Sickly. Chết tiệt. Gì đây? Làm thế sẽ bị bệnh đấy. Đồ nhát gan. Tao cứ nghĩ mày chết rồi chứ. Mày là lính mới à? Đi gặp thủ lĩnh nào. George là con khỉ đầu chó nổi tiếng của quán Rock. Khi còn trẻ, nó đi cùng đoàn xiếc chiến đấu với những con quái vật to lớn. Nó chưa bao giờ biết thua cuộc là gì. Nó là hàng hiếm đấy. Nhưng ta muốn ngạp voi cơ. Được rồi, đây không phải là cửa hàng vật nuôi đâu. Cô bị gì thế? Tránh ra. Đừng chọc giận George nhé nhóc. Này, ông làm gì họ vậy hả? Không phải việc của mày đồ hạt tiêu. Sao ông không gây sự với người cùng cỡ ấy? Cẩn thận George, tránh ra. Xin chào, tôi tên Fish. Cuộc gặp đầu tiên của tôi với gã Sickly cũng không thật sự thuận lợi. Tôi chuyển thứ này đến. À phải, ta đang chờ thứ này. Tôi muốn lấy một cái thao và một bao muối. Tìm vàng may mắn nhé. Chúng ta sẽ đi tìm vàng đấy. Lại đây mà xem này. Đây là nơi tao ở, Rock. Tao đã đến trên một chiếc thuyền như thế này. Và đây là nơi tao gặp mày. Còn đây là quán Rock. Đây là nơi mẹ mày sống. Mày sẽ sớm gặp lại mẹ thôi. Và ta sẽ đi tới đây, mỏ Pilgrim. Ở đó có rất nhiều vàng. Tránh xa cái bản đồ ra. Cái gì đây? Đây là Rock, chó của tôi. Nó thông minh lắm đấy. Chà, nó còn sống này. Anh khỏe không, Fish? Nó nhỏ con thật. Mày trông có vẻ vô dụng đấy. Người là nhà truyền đạo à? Không, tôi sẽ giàu lên nhờ đi đào vàng ở Pilgrim. Cách duy nhất để tìm được vàng ở đây là bẻ răng ta ra thôi. Yên nào, Polly. Cô Morris, cô khỏe không? Chỗ này thật đáng ghét. Tôi đến để lấy sách. Chúng ở đây này. Gì cơ? Ý tôi là nó ở trong. Xin thứ lỗi. Tuần tới tôi sẽ mang nó lại nhặt cho cô. Chào, tôi là Jock. Anh nghĩ mình là ai hả? Thật buồn cười.
Chào. Cô có hay đến đây không? Chỗ này tuyệt thật đấy. Tránh ra. Chào Paul. Đừng gọi tôi như vậy. Tôi tên là Polly. Gọi tôi là cô Polly. Cô có định ở lại lâu không? Polly, bọn chó ngoan, tránh ra nào. Vào trong thôi Polly. Tránh ra nào. Đừng có dính dáng với bọn này. Tránh xa cô ấy ra. Chào Sidling. À, ngài Morris, hôm nay màu vàng được đặt nhiều lắm đấy. Vàng ư? Màu xấu thế. Tôi sẽ đặt vào cửa màu xanh. Tôi mới đến đây thôi. Tôi muốn đi đào vàng. Còn cô? Tôi cũng thế, nhưng tôi sắp quay về rồi. Polly, mày đi đâu vậy hả? Polly, tôi nói cho cậu biết, đừng để cho chó của cậu lại gần chó tôi. Dạ, đừng thô lỗ thế chứ. Đây là anh Fitzpatrick. Anh ấy đến đây để đào vàng. Rất vui được gặp ông Morris. Tôi cũng muốn đặt cược vào cửa xanh. Thế này thôi sao? Xin lỗi, tôi chỉ có thế thôi. Đừng lo nhóc, ta sẽ sớm vào thôi. Cạn ly vì màu xanh nào. Xanh, xanh. Anh đã xem bao giờ chưa Jim? Có vẻ vui đấy. Sáng mai ta sẽ đi. Pezulu, chút sao thế? Tôi lo lắm. Mọi thứ ở nơi này làm tôi không yên. Nhất là con khỉ đầu chó đó. Nhìn nó có vẻ dữ tợn quá. Này George, sao anh ở trên đó thế? Hãy canh chừng bọn lợn đấy. George, yên nào. Xong việc này tao sẽ thả mày ra. Ông ta định làm gì vậy? Ông ta có làm gì cũng không liên quan đến ta. Đừng nói được với Zulu, đi theo ông ấy thôi. Nhưng tôi đã hứa với mẹ cậu. Chào Lillian, chào anh. Được rồi, mọi việc sẽ sớm kết thúc thôi. Đừng lo, vui vẻ lên nào. Đó là Basin. Anh ta từng ở chung một đoàn xiếc với George. Anh ta là kẻ mua vui. Được rồi, tới giờ quyết định cho bọn mày rồi. Được rồi, để xem nào. Con nào sẽ là màu xanh đây? Ông ta làm gì vậy chứ? Ở yên nào, ở yên cho ta. Cái gai, ông ta làm gì mình vậy chứ? Nếu anh ta chạy tốt, hắn sẽ phải bỏ tiền ra. Bọn mày nhìn cái gì hả? Tránh ra nào. Nhìn mọi người tuyệt lắm. Nhớ giữ yên thế nhé. Vào vị trí nào. Bọn kia đâu rồi nhỉ? Nhìn xem. Bọn họ đua thật à? Ông ta là người xấu, luôn tìm mọi cách đi kiếm tiền về cho mình. Trời ạ. Thôi nào, đừng thế chứ. Mọi người chú ý nào. Này, đừng thế chứ. Anh bị sao vậy hả? Để tôi chạy. Không, không. Nó không chạy được đâu. Không được đâu. Cậu là ai? Chả ai cả. Lại đây nào nhóc. Đợi đã. Cậu ta sẽ không chạy đâu. Này, anh ấy không chạy được đâu Basil. Sickling đâm gai vào chân anh ấy rồi. Này, sao cậu biết? Nhìn có tệ lắm không? Không đâu. Anh sẽ ổn thôi. Cắn lấy cái này đi. Vậy anh có chạy được không? Basil, để tôi chạy cho. Cậu không thể. Có người tới kìa. Có người tới kìa. Không, Jock. Ôi, rắc rối quá. Thôi nào, Basil. Thôi được rồi, đây. Này. Bọn kia chuẩn bị chạy đi.
Chà, nhóc con, mày làm gì ở đây hả? Cảm ơn nhé. Một cách chính xác để biết được con người văn minh đến đâu là quan sát cách mà họ thích nghi với môi trường xung quanh. Nhưng người ở đây chối bỏ điều đó và phát triển ra loại hình đua này. Dù rằng đây chỉ là trò giải trí, nhưng người ta lại rất xem trọng nó. Chà, thật là hào hứng. Phải. Nhưng có vẻ hơi khác. Đây là châu Phi mà, anh Patrick. Không gì là bình thường cả. Hãy ngồi vào chỗ đi. Mẹ cậu sẽ nói gì đây? Bình tĩnh nào, Pizzulu. Mẹ cậu sẽ nóng tôi lên đó. Tôi không biết phải làm gì đây. Nhưng tôi không muốn chết. Đi qua đi lại nào. Dừng lại. Đây là Julian. Chào Julian, đây là Rocky. Cậu không được thắng, ok? Mọi người hãy nhớ đấy, không được để cho cậu ta thắng. Cậu ta chẳng có cơ hội đâu. Anh đang lo xa quá rồi đấy. Phải đấy. Được rồi, đợi tiếng súng đi. Cố lên nhé, Sully. Cố hết sức nào. Này làm gì vậy hả? Xin lỗi nhé, chạy đi. Con chả thấy xanh đâu cả cha ạ. Gì cơ? Chờ đã, con thấy rồi. Nó là con nào? Nó là một con chó. Hít khói của tôi đi, Scotty. Tôi nghĩ là chó của anh đấy. Tôi không nghĩ thế đâu. Hả? Cố lên. Chạy đi, chạy đi. Sao chó của tôi lại chạy đua thế này? Đừng hoảng hốt thế, Patrick. Chó của cậu thắng cuộc rồi. Nhìn mày kìa. Ôi không, xin lỗi ngài. Mày làm tốt lắm, Rock. Mày thắng rồi. Tốt lắm, nó là cái chiến thắng đấy. Sao chó của ngươi lại chạy đua hả? Đúng rồi, trả tiền đi, Sidley. Tôi xin lỗi nhé, ông Morris. Nhưng con chó này đã phạm quy rồi. Phạm quy ư? Từ khi nào nơi này có quy củ thế hả? Sidling, con chó này chẳng phạm luật nào và nó đeo vòng màu xanh mà. Tôi và anh Patrick đây sẽ nhận tiền thắng. Làm tốt lắm, đi thôi, Jock. Jock, đi thôi. Cuộc đua hay thật đấy. Có chuyện gì vậy hả? Tôi không biết. Bỗng dừng con chó đó nhảy vào. Đưa nó xuống dưới gặp ta ngay. Hãy cẩn thận nhé. Chỗ này chán lắm. Không khéo cậu sẽ gặp ma đấy. Chào Sickling. Này đừng quên anh Fitzpatrick nữa chứ. Tôi đi đây. Đi thôi Lillian. Tạm biệt, tạm biệt. Bye. Bye. Đi thôi nào nhóc. Cảm ơn mày nhé. See you back at the camp, Jim. Gặp lại anh sau nhé, Jim. Nhớ mang theo Rock về đấy. Đúng là thú vị thật. Lại đi nào, cậu bé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lại đi nào, Jack, có tiệc đấy. Chúng ta sẽ xuống hầm ăn chơi. Không, bọn tôi không đi đâu. Sao lại không? Bởi vì ta phải đi trước khi có thêm rắc rối. Đi nào, đi một chút thì có sao đâu. Đó là truyền thống mà. Đi thôi. Có chuyện gì vậy hả? Đáng để người ở đó trông chừng bọn chúng chứ. Sao con chó đó lại vào được? Khi tôi vào nó đã ở đó rồi. Tôi cứ nghĩ là do ông. Sao nó tự đeo vòng được chứ? Ngôi nhà giấu yêu. Đây là nơi bí mật của bọn tôi đấy. Chỗ này từng là mỏ than. Chuẩn bị nhé. Tới giờ tiệc tùng rồi. Nhìn kìa, tôi trông thế nào hả? Cẩn thận nhé. Thấy không? Giờ hãy nghe bài hát của tôi đây. Cậu thật ngốc khi tham gia cuộc đùa đó. Cậu không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng vào đây đi, tôi sẽ giải thích cho cậu nghe sao. Nhảy thôi nào, đừng đứng đó nhìn mãi thế. Lắc lư đi nào, lắc lư nào. Tôi đã cảnh báo với cậu rồi, đáng lẽ cậu phải nghe tôi. Có chuyện gì vậy? Nhảy đi, Rocky. Cậu phải suy nghĩ trưởng thành lên đi. Rồi cậu sẽ dần biết phải sợ hãi thôi. Đáng lẽ cậu nên nghe tôi khuyên. Khi nó làm theo luật nơi này, tôi đã bảo, đã cảnh báo cậu rồi. Chẳng lẽ cậu cũng nên làm thế? Anh ổn chứ? Ta đã bỏ lỡ phần nào hả? Anh đã làm gì anh ấy thế? Ta chỉ cho nó té cầu thang thôi. Bọn ngươi thấy cả mà. Hôm nay có chuyện gì đã xảy ra vậy hả? Một con chó hoang chạy đua và thắng cuộc. Ai nói là mày được chạy hả? Nhưng anh ta không chạy được mà. Là ngươi hả? Đó là ý của tôi. Để anh ấy yên. Làm ơn dừng lại đi. Đừng mà. Lại đây. Đồ chó hoang. Đồ ý mạnh hiếp yếu. Mày nói gì hả? Tôi nói ông là cái ý mạnh hiếp yếu. Trời ơi. Này, tôi có ý này. Cái đèn à? Thật nhẹ nhõm khi được rời khỏi quán rốt. Nhưng để làm được thế, bọn tôi phải vượt qua dòng sông đầy cá sấu. Tôi sợ chết đi được. Nhưng Jim lại rất hào hứng, vì anh ấy sẽ có dịp chứng tỏ sự gan dạ của mình. Jim, cẩn thận. Babak had once told me that our actions were as stones dropped in a pond. They create ripples that travel through others in ways we can't control. That's why it's so important to listen to our hearts, because, he said, that's how the spirit who sees all talks to us. Đây mới đúng là cuộc sống, tung hoành ngang dọc, tự do như chim. Nhưng thật ra cũng là một loài chim, cậu thì khác. Sao lại ủ rũ thế? Đáng lẽ tôi không nên tham gia đua. Đúng là thế, nhưng cũng đã làm rồi.
Thế nên đừng lo nữa, ta không thể cứ hối tiếc mãi. Đã tới lúc tiến về phía trước rồi. Có thể sao? Tôi đã làm mọi việc tồi tệ hơn. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Cậu giúp Fitz nhưng lại đẩy Basil vào thế khó. Nhưng anh ta sẽ sống sót thôi. Chúng ta sẽ đi gặp mẹ cậu. Ở đó có mấy cô gà mái mê tôi lắm. Này, tiếng trống. Hey, mẹ tôi kìa. Con nhớ mẹ quá. Cô đã không nói cho tôi biết. Thằng bé thật rắc rối. Chắc là có rắc rối. Tôi có nghe họ làm gì thế. Mẹ cũng có nghe nói. Họ đến trống làm gì vậy mẹ? Cô bé ở làng đã bị con báo giết. Nếu ngửi thấy mùi người, nó sẽ tiếp tục giết. Yên nào. Cái gì đây? Tôi không thấy gì cả. Nhìn lại xem. Chà, ông chuẩn bị trổ tài thì tự nhiên cái đen trên rừng rơi xuống. Thật là khó tin. Vậy sao? Phải rồi. Đúng là thế. Chúc một buổi chiều đẹp trời. Thế thì người toi rồi. Ta không thấy người còn ích lợi gì nữa. Nào, chúng ta nói tới đâu rồi? Cái đèn trên trần rơi xuống. Rồi ngươi đỡ ta lên giường. Cái đèn khiến ta thấy này sao? Ôi trời. Con muốn giúp Fitz. Anh ấy sắp mất hết tiền. Đó là điều con cần học. Tiền là vấn đề của con người. Nó rất phức tạp. Ai cũng có kỹ mắt sai lầm. Vấn đề là phải rút kinh nghiệm. Họ kia rồi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Chúng ta sẽ đi săn con báo. Chúng ta sẽ vui đấy. Cái gì thế nhỉ? Sẵn sàng đi nào, chú Pesulu. Chỗ nào thế này? Kinh quá. Chà, hình như có người thích cậu. Đó là tiếng nói của tổ tiên báo hiệu sự thay đổi. Cô bé đó tắm ở đây. Con báo đã tìm đến. Cẩn thận đấy. Có thể hắn đang quan sát chúng ta. Nào, chúng ta vào thôi. Con báo ra ngoài đi săn rồi. Vậy ta về thôi. Ta vào hang. Chờ tới khi nó về. Thiệt hả? Đợi trong đó ư? Không phải ý hay đâu. Đây rồi. Cẩn thận, cẩn thận. Yên nào. Nó biết chúng ta tới rồi đấy. Bố à? Không, ông ấy cả ngàn tuổi rồi. Ồ, tổ tiên à. Jock.
đi. Hắn biết chúng ta ở đây rồi nên không về đâu. Tiếng gì vậy? Ta nên ở lại. Mẹ đợi ở đây đi. Mẹ à, con báo chết rồi. Con đi nè mẹ. Ai bảo chó không có cảm giác như người? Ai nhìn thấy rốc thì sẽ không bao giờ nói điều đó. Nó đã rất đau khổ. Jess, tội nghiệp. Jock, tao rất tiếc. I'm so sorry. I never used to be afraid of living. But now the doubts begin. The shadows closing in. And this emptiness is cold and unforgiving. I never thought you'd go. And it's impossible to know what happens now. And it's too close to cold weather. I'll get by without you. Whether I'll be lost as the uncertainties collide. But you know that I would give the world to be lying by your side. When a whisper was enough to keep you near, and the sound of your heart beating was all that I could hear. Too close to call. Mẹ rất tự hào về con. Proud of you. Là lỗi của con. Không, con đã làm mọi thứ. You did everything. You con có thể. Mẹ đừng chết. Con cần mẹ. Con sẽ ổn thôi. Con giống như cha con, chiến đấu vì niềm tin. Fighting for what you believe in. Mẹ yêu con. Mẹ luôn bên cạnh con. It should not have been today. And though at times you think of me so sweetly, the deed is sadly done.
which nothing and no one can ever change. And it's too close to cold weather. I'll get by without you. Whether I'm lost in the uncertainty, but you know that I would give the world to be lying by your side. When a whisper was enough to keep you near, and the sound of your heart beating was all that I could hear. Too close to call. Chúng tôi lang thang cả tháng, cuối cùng cũng tới đây, Pilgrim, ngôi làng tôi mơ ước. Mỏ vàng ở đây được khai phá 10 năm rồi. Người ta nói vẫn còn vàng, và tôi phải đào cho ra. Tới rồi đây. Gặp anh sau nhé, Jim. Tao sẽ đào cả rổ vàng. Gặp mày sau. Rốt, cậu không sao chứ? Vâng. Cháu nên trông chừng phía. Tránh ra. Xin chào. Tôi đã bị ảo tưởng làm mờ mắt. Tôi không nhận ra mình đã quá muộn. Từng tấc đất ở đây đã được đào bới. Người mới không hề được chào đón. Tôi xin lỗi. Đất ở đây có chủ rồi. Đi đi. Một năm lang thang, tiền để dành của tôi đã hết. Tôi chẳng còn gì cả, và không biết phải làm gì. Chúng ta quá muộn rồi, Rốc. Chẳng được ích lợi gì. Đây là tất cả những gì tao còn, cũng nhờ mày. Không, giờ không phải lúc. Tao đã bảo rồi mà. Thôi nào, Rốt. Này, anh Fitzpatrick. Mr. Fitzpatrick? Gặp lại hai người vui quá. Chà, có vẻ tâm trạng anh đang tốt. Có gặp may không, cậu Fitz? Không, công việc này vất vả lắm. Không phải, tại chúng tôi tới muộn, không còn vàng nữa. Và chúng tôi cũng không được chào đón. Chúc cậu may mắn. Anh dùng trà với chúng tôi không? Lilian à? George, tao có tin vui đây. Con chó của chúng ta đã giết chết con báo. Nó đã trở thành anh hùng. Mày có sợ báo không, George? Tao sẽ dàn xếp một vụ cháy. Con báo gặp xui thôi. Mẹ nó chết rồi. Rốt chính là nguồn cảm hứng của tôi. Nó rất thông minh và không sợ gì cả. Nó dạy tôi nhiều thứ. Tôi không thấy con chó nào hơn nó. Vào nhà đi, Polly. Nó là con gái mà cha. Chào Polly. Chào Rốt. Hello, Chuck. Cậu đói à? Hả? Không. What? No. No, I. Tôi tìm con mèo trong đó. Trông vụng về quá hả? Sao cậu không vào trong? Nghỉ ngơi một lát, cậu sẽ đỡ vụng về hơn. Rốt, tôi có nghe về chuyện mẹ cậu. Tôi rất tiếc.
Cảm ơn. Bà ấy rất can đảm. Bà chết cũng vì tôi. Ôi Jock, tôi vẫn chưa tin bà mất. Vào đi. Tráng miệng đi cậu Fitz. Phải chuyện thần thoại đó không? Nguyên cả bộ. Phải. Fitz Patrick, kế hoạch của cậu là sao? Tôi sẽ đi tìm thêm cơ hội. Cậu muốn có việc không? Có à? Tốt, cứ bắt đầu với những cậu có. Lian có đàn piano sẽ gửi đến một tuần. Nhưng nếu cậu giúp tôi, hãy tin tưởng ở tôi. Nếu cậu đưa nó tới đây sớm, tôi sẽ cho cậu bắt đầu. Bắt đầu gì ạ? Vận chuyển hàng. Jock, chúng ta có việc làm rồi. Hãy giữ sức để lên đường. Cậu đi được rồi. George, tha cho tôi. Ôi George. Người dân châu Phi rất gắn kết với nhau, tạo nên sức mạnh cộng đồng. Tôi nhận ra mình cũng có một mối liên kết. Một người bạn gan dạ và trung thành. Có tin về con chó? Tôi có tin về con chó. Nghe nói nó đi vận chuyển đàn piano. George, tôi sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi. Làm ơn đi, George. Tuyệt đấy. Người làm rất tốt, nhưng người đã nghe lệnh nhầm người. George, tôi sẽ vì ông làm mọi việc như trước kia. Hay là người cống hiến linh hồn trước khi ra đi. Cho ta thấy đi, Basil. Tôi đã phục tùng ông suốt bao năm nay. Nhưng trong một đội thì cần có sự cảm thông tha thứ. Tôi có thể làm mọi thứ vì ông, nhưng ông luôn hoài nghi lời tôi nói. Nên hãy cố lắng tai nghe tôi nói. Tôi chắc chắn ông sẽ nở nụ cười. Sáng nay thức dậy, tôi nhận được tin rất xấu. Mọi thứ trong tôi như đảo lộn. Tôi không biết phải làm sao. Không ai có thể giúp tôi. Hôm nay bầu trời thật u ám. Và tôi nhận ra mình đang nằm trong cái bao. Tôi nhận ra mình đang nằm trong cái bao. Nên hãy cố gắng nghe tôi. Tôi chắc chắn sẽ khiến ông hài lòng. Bezo, ta không muốn mất ngươi và giọng hát đó.
Hãy nhớ, người chỉ nghe lệnh của ta thôi. You only take orders from me. We're here to collect the piano for Mr. Morris. Chúng tôi sẽ chuyển đàn tới. Trong thư có ghi hủy mà. Sao anh và con chó không vào trong đã? Chúng tôi đang vội. Lấy đàn đi đi. George, xuống đây mau. Xuống đây. Cẩn thận nào. Từ từ thôi. Cứ từ từ. Mày làm gì trên đó hả? Vào trong mau. Chúng ta còn việc phải làm. Bắt lấy nó, George. Này, vào đây mau. Là sao? Đuổi theo chúng. Chúng ta sẽ tới Pilgrim. Ta sắp mất một khách hàng lớn đấy. Mang vũ khí theo. Tao lấy thứ này. Và George sẽ cùng đi. Cẩn thận nào. Coi chừng bể đấy. Tốt rồi. Ôi hay quá. Để xem nó còn nguyên vẹn không. Này Pezzo, trong đó còn gì nữa? Tôi xin lỗi, nó là con khỉ ở chỗ giao hàng. Trông tội nghiệp quá. Bình tĩnh nào Pezzo. Chuyện gì vậy? George muốn bắt tôi cho cá sấu ăn. Tại tôi ư? Phải, vì tôi muốn cứu cậu. Xin lỗi đã khiến anh gặp chuyện. Cậu đã làm gì cậu ấy? Chẳng gì cả. Vào đi Pezzo. Mau nào, lối này. Này Lilian, có định nuôi con khỉ hả? Cho nó ăn chuối đi cha. Ai vậy nhỉ? Anh làm cái quái gì ở đây? Tôi cần nói chuyện với ông. Chết tôi rồi. Hòa cho ai vậy? Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng xin hãy nhận bông hoa này. Mời anh vào. Tôi sẽ lấy trà. Cha đi dạo đây. Tôi nói chuyện một lát được không? Cái đàn piano không phải tôi là người giao hàng sao? Tôi muốn để anh chàng kia chứng tỏ mình. Này, bình tĩnh đi. À, chú chó can đảm của anh đâu? Jock, quay lại đây. Mày đây rồi. Ăn đi nào, ăn đi. Nó chỉ ăn đồ tôi đưa thôi. Huấn luyện tốt nhỉ? Tôi rất vui khi gặp cô. Tôi có một lời đề nghị. Cho ai? Cho anh Patrick. Con chó của anh rất nổi tiếng. Có cơ hội để nó chứng tỏ bản thân. George, chẳng việc gì phải chứng tỏ. Tôi không để ai bắt nạt nó đâu. Không phải bắt nạt, mà là một sự thách thức. Con chó của anh sẽ được thể hiện. Thế tại sao nó lại đua?
Tại sao lại thách thức George? Nó muốn thế. Nó không muốn sống thế này mãi. Thế nên nó khiến người ta để ý. Cả anh cũng muốn thế. Không, có đấy. Cả làng nghe chuyện rồi. Nó đã giết con báo. Chính anh đã dàn xếp để thử thách nó. Không, tôi không bao giờ làm thế. Có lẽ lần thách thức này quá lớn. Còn con chó thì quá nhỏ. Và anh thì quá nhút nhát để lên tiếng. Anh nên đi đi. Tôi cũng có ý định ấy. Cậu thôi nghe được không? Ôi trời, dấu hiệu không tốt. Bình tĩnh nào, Pezo. Sao chúng ta lại giọng của mộ vậy? Cậu muốn dọa tôi đấy à? Hiệu quả đấy. Ngoài này an toàn hơn cho Jim và Pezulu. Cậu sẽ không đấu chứ? Đương nhiên, như thế chẳng giải quyết được gì. Tốt, vì George không được bình thường. Ông ấy thường bị trói và đánh đập nên rất hung dữ. Thật đáng sợ. Cậu đây rồi. Cô ấy thế nào? Vẫn ổn. Ổn? Tôi đâu có hỏi ổn hay không. Tôi muốn biết chi tiết ấy. Cô ấy mặc gì? Có sức nước hoa không? Có nhuộm tóc không? Có nhắc đến tôi không? Có nói tiếng Pháp không? Vô lê du gì đó. Cẩn thận đấy. Jim, George. Xin chào Basil. Vẫn nghe lời nhầm người hả? Người nào? Which guy? Thả cậu ấy ra. Chạy đi, Bezo. Dừng lại. Ta sẽ kết liễu hết các ngươi. Ngươi định làm gì hả, Bezo? Để cậu ấy yên. Đừng quậy nữa, rồi. Tới lúc thách thức rồi đây. Nào, hoàng đi nào. Vào đi, máu nào. Hoàng lắm. Ôi không. Jim, chúng bắt rốc rồi. Anh lại gõ cửa vào giờ này chứ? Xin lỗi đã làm phiền. Chuyện gì vậy? Seedling bắt rốc đi rồi. Họ đốt cả xe của tôi. Cha, gọi cảnh sát đi. Đừng lo Polly, ta sẽ tìm được cậu ấy. Mọi người, đây là lần triệu tập cuối cùng. Hôm nay ta sẽ bắt đầu sớm và chuẩn bị cho buổi diễn. Vẫn chưa kịp hoàn hồn phải không? Mày không nên chỏ mũi vào việc của bọn ta. Chó hư. Chuẩn bị cho ngày mai đi. Ta muốn đấu cho ra hồn. Ngươi đi theo ta. Tôi có chân mà. Để tôi tự đi. Đừng lại đây. Tôi phải thả cậu ra. Cậu sẽ gặp rắc rối đấy. Julian, mau đi đi.
tới lúc giao việc rồi, George. Một ngày đẹp trời. George. Nó đâu hả? Người để nó trốn thoát à? Tôi còn đấu lại nó. Đồ vô dụng. Tôi cần phải giật thế thân chó của anh. Sickling, cho tôi xin. Nó yếu như sên. Đấu cho tốt, nó sẽ được sống. Chuẩn bị đi, Bezo. Mọi người chú ý, chú ý. Hãy nghe tôi nói đây. Nếu mọi người kiên nhẫn, chúng ta sẽ có trò vui. George có vẻ hơi mệt vì trận lần trước. Ta sẽ có nhân vật mới. Có gì mới đâu. Còn Snuggly hả? Bazo thích món này lắm. Không, cảm ơn. Sidlin bắt Snuggly đấu với George. Ba ba, con được tự do rồi. Hãy thể hiện bản lĩnh đi. Sao con có thể? Con làm gì cũng sai. Con khiến mẹ mất, khiến mọi người ở đây chịu đựng. Và giờ là Snuggly nữa. Sai lầm là cái giá của tri thức. Con không thể đánh bại đâu, ba ba. Không sao, có mẹ bên cạnh con. Đây là chú chó đến từ Úc mà mọi người mong đợi. Chú chó Snuggly. Con chó giết máu đâu. Rớt, mày đâu rồi hả? Rớt. Trận đấu sẽ hết sức thú vị. Và con ách chủ bài của chúng ta chỉ có một. Chỉ một mà thôi. Đó là George. Đấu đi nào. Được rồi, lại đây nào. Một trận đấu vào sáng sớm. Ê, ta có bất ngờ cho ngươi đây. Nhận ra không? Ta đã giết mẹ ngươi đấy. Kính thưa quý vị, tôi xin giới thiệu anh hùng giết báo. Cố lên, rốt. Đấu cho ra hồn đi. Cố lên, rốt. Đuổi ta đi nào. Đừng sợ, lại đây nào, ta sẽ hạ ngươi nhanh thôi.
Ông không cần phải làm thế, George. Không cần phải đấu. Đúng rồi, George. Tôi không phải kẻ thù của ông. Phải đấy. Tôi không phải người đánh đập ông, hành hạ ông. Đừng đóng như khỉ vậy chứ. Ai là khỉ? Ông mới là kẻ nghe lời nhầm người. Tỉnh dậy đi, John. Ông tự do rồi. Tới lượt ông thay đổi. Mau đi, John. Mày làm gì vậy hả, John? Đồ vô dụng. Tùy ông thôi. Ôi, gì thế này? Gặp lại sao, Sickling? Cút khỏi thị trấn đi. Bắt lấy nó đi, John. Chờ đã, Bezo, tôi tới đây. Chúng ta đã rất thân thiết mà. George, thôi nào, đứng yên đi, Bezo. Đứng yên đó. Bơi vui vẻ nhé. Ôi trời, cứu tôi với. Lại đây, Bezo. Bám vào, Bezo. Cẩn thận đấy. Rốt, tôi tới ngay. Cẩn thận, bám vào. Chúng kia. Kia nữa. Bơi đi, Sốc, bơi đi. Cố lên nào. Được rồi. Từ từ nào. George đi rồi. Mong là ông ấy không sao. Ông ấy sẽ ổn thôi. Ừ, cả chúng ta nữa. Cảm ơn cậu, Sốc. Mọi người đang đợi kìa. Cúi chào đi. Xin chào. Anh hùng Rock kia rồi. Giỏi lắm. Mày giỏi lắm, Rock. Tao rất tự hào về mày. Ôi trời. Đi đi, Polly. Chúc mừng cậu. Bây giờ cậu nổi tiếng rồi. Cảm ơn. Ôi, dễ thương quá. Nhìn chúng kìa. Nhìn mà xem. Chúng thật hợp đôi. Chuyến đi đã dạy cho tôi nhiều thứ. Nó dạy tôi biết những thứ ta muốn không hẳn là những thứ ta cần. Nó dạy tôi biết quý trọng tình bạn, sự trung thành. Hơn hết, tôi học được sự quan trọng của lòng dũng cảm. Hy sinh vì những điều đúng đắn và không bao giờ được bỏ cuộc.
Bây giờ tôi đã khác rồi. Tôi đã trưởng thành. Tất cả đều nhờ chú chó của tôi. Cảm ơn Jock. Together to stay this way forever. I never wanna say goodbye. I fill your world with joy, no sorrow, and come what may tomorrow, you can count on me till I die. Yeah, by your side. Song, my little chubby canine chump. They're pointing out where you went wrong and to join that race with stuff. And worse than that, you had to go and rent, which was tactless and insane. You so don't get the mess you're in. My parents will explain. It was coming first that blew it. And done.